một thương hiệu trẻ trung đến từ Thái Lan và đã có vị thế nhất định trong các ngành hàng như là điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Và trong khoảng thời gian gần đây thì Casper đã đánh dấu tên tuổi của mình trong ngành hàng nghe nhìn với thông điệp là TV tốt nhất trong tầm giá. Vậy thì chiếc TV Casper 32 inch ngay bên cạnh anh đây có đáng đồng tiền bát gạo hay không? Hãy cùng anh theo dõi hết video này nhé. Nói sơ qua về Casper thì tất cả các sản phẩm của thương hiệu này đều được sản xuất trực tiếp tại Thái Lan và được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam thông qua công ty cổ phần Casper Việt Nam. Và tất nhiên là chiếc TV Casper 32HX6200 này cũng không phải ngoại lệ. TV này thì sẽ phù hợp với không gian kiểu vừa đủ cho các bạn sinh viên, công nhân hay là bạn nào mà có phòng khách đã có một chiếc TV cỡ lớn rồi và muốn đặt một chiếc TV nhỏ cho phòng ngủ của mình hay là gian nhà bếp thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc đấy. Dù kích thước chỉ có 32 inch thôi nhưng mà hãng rất là chăm chút vào phần thiết kế. Các bạn có thể thấy là viền TV này rất là mỏng luôn, chỉ có 0,4cm. Đây là kiểu thiết kế tràn viền ba cạnh, thường được sử dụng cho các dòng TV cao cấp. Kiểu thiết kế này giúp bạn tập trung vào màn hình hơn, tầm nhìn như bị khóa chặt vào nội dung đang chiếu, hạn chế sao nhãng khi xem TV. Theo ảnh thì đây là một điểm cộng rất là lớn mà bạn khó có thể tìm thấy ở trên những sản phẩm khác cùng mức giá của các thương hiệu hàng đầu. TV sở hữu gang màu đen chủ đạo, logo Casper to rõ, được mạ chrome nổi bật, ngay góc trái TV còn có dòng chữ Gardenia, chính là tên dòng sản phẩm. Phần chân đế TV được làm bằng nhựa với kiểu dáng chữ V quen thuộc, mỗi bên chân đế cần hai con ốc để gắn nên khá là chắc chắn, đảm bảo TV đứng vững trên mặt bàn, kệ. Còn nói về cổng kết nối thì Casper trang bị khá đầy đủ, bao gồm hai cổng HDMI, hai cổng USB, một cổng LAN, một cổng Composite, một cổng VGA, một cổng Optical, cổng Headphone, cổng truyền hình. Chiếc TV nhỏ nhắn này không chỉ sử dụng để xem các kênh truyền hình đâu nha, mà nó còn có kết nối cả Internet nữa cơ đấy, ngon ơ luôn. TV sử dụng hệ điều hành Linux với giao diện đơn giản, dễ dùng, được cài đặt sẵn các ứng dụng bản quyền phổ biến cả trong nước và quốc tế như Netflix, YouTube, Prime Video, FPT Play, Nhạc của tôi giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí mà vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật cho người sử dụng. Còn đây là remote đi kèm với TV nè các bạn. Thiết kế khá gọn, mặt sau là nhựa nhám nên cầm chắc tay. Các phím bấm làm bằng cao su, khi bấm khá nảy và độ trễ từ lúc bấm đến lúc TV nhận lệnh thì không đáng kể. Thêm một điểm cộng nữa nè, mặc dù đây không phải là một chiếc remote thông minh, nhưng trên remote lại cài sẵn các phím Netflix, YouTube, Prime Video, khi bấm và mở ứng dụng trở nên dễ dàng, tiện lợi. Sẵn đây thì ánh sẽ mở một đoạn phim trong Netflix để cho các bạn xem thử như thế nào nha. Một chiếc TV 32 inch với độ phân giải HD thôi, nhưng lại thể hiện hình ảnh rõ nét, sống động, màu sắc không bị chói, các vùng tối thì được thể hiện khá là tốt. Tất cả điều này là do TV được trang bị thêm công nghệ HDR, giúp nâng cao độ tương phản giữa các vùng tối và sáng, mang đến độ sâu tự nhiên cho hình ảnh. Chưa dừng lại ở đó, khi ta xem chiếc TV này thì góc nhìn cũng rất rộng, lên đến 178 độ. So với những chiếc TV khác thì ta chỉ nhìn rõ hình ảnh khi mà đứng trực diện thôi, còn nếu mà nhìn nghiêng như thế này thì hình ảnh sẽ bị nhòe đi. Để khắc phục tình trạng đó thì Casper đã trang bị thêm tấm nền IPS cho TV này. Vì vậy, chúng ta có thể ngồi xem ở hướng trực diện hay góc nhìn nghiêng thì các hình ảnh trên màn hình vẫn hiển thị rõ về màu sắc, độ nét, độ tương phản cao, không bị lệch màu hay nhòe hình. Ngoài ra thì tấm nền IPS còn cho độ ổn định, bền bỉ và có tuổi thọ cao hơn so với màn hình thông thường khác. Về hình ảnh thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều so với những dòng TV cao cấp khác, nhưng anh thấy là nó xứng trong tầm giá, đáp ứng đủ về màu sắc nè, khả năng hiển thị màu để các bạn xem các kênh truyền hình, xem phim, ca nhạc trên YouTube hoặc là Netflix nè. Còn về phần âm thanh thì ánh đã nghe nhạc ở trên chiếc TV này rồi. Âm thanh cho ra to, rõ và đáp ứng nhu cầu tốt về nghe nhạc, xem phim hay thể thao. Có lẽ vì hãng đã trang bị hai loa với tổng công suất là 12W kết hợp với công nghệ âm thanh vòm Dolby Audio, chúng ta có thể cảm nhận âm thanh vang vọng từ nhiều hướng, đem lại cảm giác chân thật, sống động. Đội trận đấu bằng một đường bóng dài. Just an idea. It's been 2 days. For you and everyone else in the castle, the king and queen ordered us to remain here. Còn một điểm yêu thích mà anh muốn nói với các bạn đó chính là nó còn hỗ trợ tương tác giữa điện thoại thông minh và TV. Cụ thể là chúng ta có thể chiếu màn hình điện thoại lên TV một cách dễ dàng với tính năng screencast qua điện thoại Android. Bây giờ thì các bạn có thể thoải mái ngắm nghía, cảm nhận những bức hình, đoạn phim yêu thích trên điện thoại nhưng bằng màn hình rộng hơn của TV. Các bạn thấy sao về những điều mà anh vừa chia sẻ về chiếc TV này? Có đáp ứng tiêu chí ngon bổ rẻ không?
Và với mẫu Smart TV 32 inch 32 HX 6200 này thì anh nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà có kinh phí khiêm tốn nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc TV đáp ứng đầy đủ chất lượng nghe, nhìn, và quan trọng hơn nữa là các bạn còn có thể trải nghiệm kiểu thiết kế trang viên ba cạnh, những tính năng hiện đại mà trước đây chỉ có thể trải nghiệm trên những chiếc TV có phân khúc giá cao hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.